Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt đầu một loạt các video hướng dẫn giải nghĩa chữ nho dành cho những bạn mới bắt đầu học chữ nho. Bằng cái việc giải nghĩa chữ nho này thì sẽ giúp chúng ta nhớ nhanh 450 chữ nho một cách có hệ thống, các chữ sau có liên hệ với các chữ trước, và cái cách giải nghĩa cũng hoàn toàn theo cái tư tưởng của người xưa để lại. Trong bài số 1, chúng ta sẽ học chữ từ số 1 cho đến 25. Sơ, chúng ta sẽ có chữ này là chữ nhất, chữ thập, chữ sĩ, chữ cửu, chữ thất, chữ khẩu, chữ cát, chữ cổ, chữ phẩm, chữ viết, chữ khúc, chữ nhân, chữ nhập, chữ tòng, chữ giới, chữ cửu, chữ đại, chữ thái, chữ yểu, chữ thiên, chữ khất, chữ kỷ, chữ thi, chữ bao và chữ vật. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đến với phần giải nghĩa. Thì hệ thống 450 chữ nho này được lấy theo đúng thứ tự từ cuốn Chữ Nho Tự Học của tác giả Đào Mộng Lam. Và việc giải nghĩa các chữ thì cũng lấy thêm trong cái phần từ điển Hán Việt online. Chúng ta bắt đầu với chữ đầu tiên, chữ nhất. Chữ nhất là viết một nét ngang, viết từ trái sang phải. Chữ nhất nghĩa là vẽ hình tầng trời nằm ở trên đầu chúng ta, để ý là đứng đầu, hàng đầu. Ngoài ra trời cũng còn là đấng thiêng liêng, cao cả và vĩ đại. Thế thì có lẽ là ngày xưa các cụ nhìn lên bầu trời thì sẽ thấy ở xa xa, chúng ta thấy nhìn thấy cái đường chân trời. Có lẽ ngày xưa các cụ đã cho rằng đó là điểm khởi đầu của trời đất, và đó chính là cái tượng hình cho chữ nhất. Về nghĩa của chữ nhất, có nghĩa là một là số đứng đầu trong các số đếm. Đồng thời về tính từ nó cũng có nghĩa là giống nhau, tương đồng, như nhất mô, nhất dạ, hoàn toàn giống nhau. Đại tiểu bất nhất có nghĩa là lớn nhỏ không giống nhau. Chữ thứ hai là chữ thập. Chữ thập có một nét ngang và một nét dọc. Nghĩa của nó là số 10. Nó có nghĩa là đầy đủ hết, hoàn toàn, như là thập thành là vẹn toàn, thập toàn, thập mỹ, tức là hoàn hảo, 10 phân vẹn 10. Vậy thì chữ thập này có nghĩa là như này, nét cái hình chữ thập này, nét ngang và nét dọc đại diện cho cả vũ trụ. Thì cái nét ngang này đại diện cho bề mặt đất gồm có 4 hướng đông tây nam bắc, và 4 hướng là đông nam đông bắc và tây nam tây bắc nữa. Như vậy là có 8 hướng cộng với 2 hướng trên dưới là 10. Đó là giải nghĩa cho chữ thập. Chữ thứ 3 là chữ sĩ. Chữ sĩ trên có chữ thập và dưới có chữ nhất. Chữ sĩ nghĩa là người đi học, học trò. Thời xưa nó chỉ thể hiện một cái đẳng cấp trong xã hội, là bậc thấp nhất trong tầng lớp quý tộc, nhưng nó là tầng cao nhất trong tầng lớp dân thường. Tầng lớp quý tộc gồm có thiên tử, chư hầu, đại phu và kẻ sĩ. Đối với dân thường thì kẻ sĩ là tầng lớp đứng đầu, gồm sĩ, nông, công thương, sĩ, nông, công thương. Bây giờ chúng ta xét đến giải nghĩa. Sĩ là chỉ người có học thức. Người xưa quan niệm rằng học không quan hệ đến trời và người thì không đủ được gọi là đi học. Do đó sự học ngày trước gồm có nho y, tức là thuộc về nhân sinh, và lý số thuộc về vũ trụ. Trước hết chúng ta xét chữ thập là biểu tượng về nhân sinh vũ trụ. Nét ngang của chữ thập là chỉ 8 hướng bề mặt trái đất. Trên đó con người sinh sống thì có bệnh tật, đói rét và tội lỗi, rất cần được tu sửa và cứu chữa của nho y. Lét sổ tức là lét đứng, chỉ vũ trụ, chiều cao và chiều sâu của vũ trụ, tức là kẻ sĩ phải thấu triệt những lý lẽ vận hành huyền bí qua lý số, để hành động của mình không được đi ngược với thiên lý. Còn chữ nhất ở dưới đây là thể hiện kẻ sĩ. Chữ nhất trong chữ sĩ này tượng trưng cho kẻ sĩ. Vì ngày xưa xã hội chia làm 4 giai cấp, thì giai cấp sĩ đứng hàng đầu, tức là sĩ, nông, công, thương.
Tóm lại, cái học của kẻ sĩ ngày xưa đặt lý tưởng ở chỗ có liên hệ mật thiết đến trời, đất và người. Chữ thứ tư là chữ cửu. Chữ cửu nghĩa là 9, số 9. Sau này nó có nghĩa là rất là nhiều muôn vàn, như là cửu tiêu vân ngoại, tức là ngoài 9 tầng mây. Cửu tuyền chi hạ, dưới tận nơi 9 suối. Cửu ngưu nhất mao, 9 con bò một sợi lông, ý nói một phần cực nhỏ trong số lượng cực lớn thì không đáng kể hay có ảnh hưởng gì cả. Sau này nó còn có nghĩa là nhiều lần, đa số. Cửu tử nhất sinh, chết 9 phần sống một phần, tức là ám chỉ trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, gian truân. Giải nghĩa chữ cửu. Chữ cửu thì nó được viết biến thể của chữ thập. Đây, chữ thập. Và một nét cong này thể hiện là nó bị gãy mất một. Như vậy 10 trừ đi 1 nghĩa là 9. Chữ thứ 5 là chữ thất. Chữ thất nghĩa là 7. Về giải nghĩa chữ thất, chữ thất thì nó có một lét ngang. Lét ngang này là chính là thể hiện bề mặt trái đất, là 8 hướng. 8 hướng mà trừ đi 1 thì là 7. Chữ thứ 6 là chữ khẩu. Chữ khẩu là vẽ hình cái mồm, cái miệng. Thì chữ khẩu có nghĩa là mồm miệng, như là trương khẩu có nghĩa là há mồm, bế khẩu là ngậm mồm. Sau nó chỉ miệng của các đồ vật, như là bình khẩu là miệng bình. Rồi nó chính là cái cửa ra vào ở một địa phương nào đó hoặc một nơi nào đó, như là cảng khẩu, môn khẩu, hạng khẩu, hải khẩu. Sau này nó được dùng làm từ chỉ đếm số người, số súc vật, như là nhất gia bát khẩu, tức là một nhà 8 người. Tam khẩu chư, tức là 3 con heo. Chữ thứ 7, chữ này đọc là chữ cát. Chữ cát trên có chữ sĩ, dưới có chữ khẩu. Nó nghĩa là tốt lành. Nó đối lập lại với chữ hung. Chúng ta có từ là hung đa cát thiểu, có nghĩa là xấu nhiều lành ít, lành ít giữ nhiều đó. Chữ cát nghĩa là tốt lành, ám chỉ rằng kẻ sĩ là những người có học thức căn bản và đạo đức, nên những lời nói từ miệng kẻ sĩ thì bao giờ cũng là điều tốt lành và đáng tin cậy. Chữ thứ 8. Chữ thứ 8 là chữ cổ. Chữ cổ trên có chữ thập, dưới có chữ khẩu. Chữ cổ nghĩa là ngày xưa, đối lại với chữ kim là ngày nay. Tự cổ dĩ lai, tức là từ xưa tới nay. Hoặc là nó chỉ về những cái thứ sự vật thuộc về ngày xưa, như là quý cổ tiện kim. Như vậy là quý trọng cái cổ và khinh cái thời nay. Giải nghĩa chữ cổ. Chữ cổ nghĩa là cũ. Câu chuyện mà có từ 10 đời nay, bà vẫn dùng miệng để kể lại cho con cháu nghe thì hẳn là chuyện cổ tích ngày xưa rồi. Như vậy, câu chuyện đã được truyền miệng đến nay là 10 đời thì cổ lắm rồi. Chữ thứ 9 là chữ phẩm. Chữ phẩm nghĩa là phê bình. Phẩm thơ, phẩm trà. Rồi nó chỉ là phẩm cấp, như vậy thượng phẩm, cực phẩm. Sau nó chỉ đức tính, tư cách, như là nhân phẩm, phẩm hạnh. Giải nghĩa chữ phẩm. Chữ phẩm có 3 chữ khẩu viết chồng lên nhau. Trên có 1 chữ khẩu, dưới có 2 chữ khẩu. Như vậy có nghĩa là khen chê hai cái miệng ở dưới đang tranh cãi nhau, và cái miệng ở trên là làm trọng tài bình phẩm. Chữ thứ 10, chữ này là chữ viết. Chữ viết nghĩa là nói, hỏi đáp, hoặc là gọi là, chẳng hạn như là tử viết, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Như vậy tử viết, tử này chính là Khổng Tử. Viết là nói. Nghĩa thứ hai của tử viết chính là gọi là, chẳng hạn như là ngũ hành, nhất
viết thủy, nhị viết hỏa, tam viết mộc, tứ viết kim, ngũ viết thổ. Tức là ngũ hành thì một là thủy, hai là hỏa, ba là mộc, bốn là kim, năm là thổ. Giải nghĩa chữ viết. Chữ viết là ở ngoài có hình chữ khẩu, trong có một cái chữ lét viết chỉ cái lưỡi động đậy ở trong miệng khi ta mở mồm ra nói. Chữ thứ 11 là chữ khúc. Chữ khúc có hai lét sổ và chữ viết. Giải nghĩa chữ có nghĩa là cong, không ngay thẳng. Người ta nói hai lời tức là không thật, không ngay thẳng. Tức là một người nói ra hai lời trái với nhau thì tức là không ngay thẳng. Chữ khúc nó có nghĩa là chỗ uốn cong, chỗ ngoặt, như chúng ta có từ sơn khúc, chỗ lũi quanh. Hà khúc là chỗ sông uốn cong. Thị phi khúc trực tức là phải trái, cong thẳng, tức là nói việc đúng sai, phải trái. Chữ thứ 12 là chữ nhân. Chữ nhân là vẽ một cái hình người đi về phía bên tay phải. Đấy, biến thể của chữ nhân này sẽ là viết gọi là nhân đứng, thường được viết ở một bên trái chữ, và chữ nhân ở dưới ta còn đọc là chữ nhi, thường được viết ở dưới. Như vậy chữ nhân này có hai biến thể. Tại sao nói là biến thể? Là để viết các khi ghép với các chữ khác viết cho nó đẹp. Nhân nghĩa là người, như chúng ta có từ nam nhân, nữ nhân, nhân loại. Rồi nó ám chỉ là người khác đối với mình, tức là tha nhân, mỗi người. Nhân tận giai chi, ai nấy đều biết. Nhân thủ nhất sách, mỗi người một cuốn sách. Rồi nó còn chỉ để chỉ loại người, như từ quân nhân, tức là chỉ người lính. Chữ thứ 13 là chữ nhập. Chữ nhập nghĩa là vào, đối lại với chữ xuất nghĩa là ra, như từ là nhập lội, tức là đi vào bên trong, nhập cảnh, đi vào khu vực, vào một nước. Nó có nghĩa là thu, như là nhập khoản, tức là thu tiền. Rồi nó có nghĩa là tham gia, tham dự, như là nhập hội, nhập học, nhập ngũ. Giải nghĩa chữ nhập là vẽ một người đi vào, tức là đi về phía bên tay trái. Chúng ta có chữ nhân là đi ra, là đi vào là bên phải. Vậy đi vào nghĩa là bên trái. Chữ thứ 14 là chữ tòng. Chữ tòng là có hai chữ nhân. Chữ nhân bên trái và chữ nhân bên phải đều là đang đi ra về phía bên phải. Chữ tòng này là một cái hình thức giản thể của chữ tòng này. Chữ tòng nghĩa là đi theo, ám chỉ là cái người đi sau, đi theo cái người đằng trước, người bên trái đi theo cái hình bên phải. Đấy, tòng phụ, phó kinh, chữ này có nghĩa là đi theo, theo cha vào kinh. Có nghĩa là tuân theo, phục tùng lãnh đạo. Phục tùng lãnh đạo có nghĩa là làm theo cái lời lãnh đạo. Lực bất tòng tâm, có nghĩa là tham gia, như là tòng chính, làm việc chính trị. Tòng quân, tòng công, làm việc công. Tòng sự có nghĩa là làm. Chữ thứ 15 là chữ giới. Chữ giới trên có chữ nhân và hai dưới có hai lét sổ, cũng là chỉ hai người. Chữ giới có nghĩa là chỉ người môi giới, chư hầu tương kiến, khanh vi giới, tức là khi mà các vua chư hầu gặp nhau thì quan khanh sẽ làm người trung gian. Chúng ta có từ giới thiệu. Giải nghĩa người đứng giữa ở trên, chính là đứng ra làm mai mối cho hai người xa lạ quen biết nhau. Chữ thứ 16 là chữ cửu. Chữ cửu nghĩa là lâu. Cửu mộ có nghĩa là mến mộ đã lâu. Cửu ngưỡng có nghĩa là kính mộ đã lâu. Cửu biệt trùng phùng có nghĩa là xa cách lâu ngày được gặp mặt. Chữ cửu là vẽ hình một chữ nhân, sẽ có chữ nhân ở phía trên đầu, có cái sợi tóc dài. Chữ cửu nghĩa là lâu dài, tức là người sống lâu thì lưng còng và tóc bạc. Lưu ý là theo cuộc sống ngày xưa thì người ta sẽ không cắt tóc, bởi vì người xưa quan niệm là tóc là huyết thể
của cha mẹ sinh ra, cho nên là không cắt tóc, không dám cắt tóc. Nếu bạn nào xem Tam Quốc thì thấy trường Tào Tháo có một lần dẫn quân đi qua cánh đồng và lệnh cho quân lính là không được giẫm vào lúa, bởi vì đó là lúc đang mùa gặt, ai mà sai lệnh sẽ bị chém đầu. Nhưng mà con ngựa của Tào Tháo thì vì hoảng sợ khi con chim nó bay qua thì đã giẫm vào lúa, thì Tào Tháo đã phải cắt tóc để làm thay, coi như là đã tự trừng phạt mình. Và quân lính thì nghe thấy Tào Tháo cắt tóc thì rất là sợ hãi và không dám vi phạm. Thì đấy là giải thích cho là người xưa không dám cắt, bởi vì coi đó là huyết nhục của cha mẹ. Chữ thứ 17 là chữ Đại. Chữ Đại có chữ nhân và cái nét ngang này thể hiện là hai cánh tay giang ra. Chữ Đại có nghĩa là to lớn, như là Đại Sơn núi lớn, Đại Hà là sông lớn, Đại Vũ là mưa to, Lôi Thanh Đại là tiếng sấm to, Đại Ca, Đại Bá, Đại Chí. Chữ Đại là lớn, thiên về cụ thể. Vẽ hình người giang hai tay ra để ngụ ý rằng con người sở dĩ làm lên được những chuyện lớn lao vĩ đại là nhờ hai cánh tay. Chữ thứ 18 là chữ Thái. Chữ Thái cũng có nghĩa là cao lớn giống như chữ Đại, như là Thái Học, Thái Không, Thái Cổ là rất xưa, Thái Thủy là lúc mới đầu. Chữ Thái còn có nghĩa là quá, quá nhiều, như là Thái Nhiệt là quá nóng, Thái Khách Khí Liễu là làm khách sáo quá. Sau này nó còn được dùng làm tiếng tôn xưng như là Thái Lão Bạ, tức là ông bác, Thái Lão Sư là ông thầy, Thái Phu Nhân là bà, chỉ người phụ nữ lớn tuổi. Giải nghĩa chữ Thái. Chữ Thái nghĩa là lớn, thiên vị chiều tượng, tượng trưng cho cái gì đó chiều tượng to lớn. Chữ thứ 19 là chữ Yểu. Chữ Yểu là dưới có chữ Đại mà trên thì có một lét phết ở đây, nghĩa là chết lon. Chữ Đại mà gãy đầu ngụ ý mà kẻ mà đầu đã lìa khỏi cổ thì phải chết lon. Chúng ta ví dụ như có từ là xính tiêu thị. Xính là dạm hỏi, tiêu thị có nghĩa là một người con gái họ Tiêu. Vị giá nhi Yểu, vị giá, vị tức là chưa cưới mà đã chết rồi. Chữ thứ 20 là chữ Thiên. Chữ Thiên là trên có chữ Nhất, là dưới có chữ Đại. Chữ Thiên nghĩa là ông trời, chúa tể cả muôn vật. Chúng ta có câu là sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, tức là sống chết có số, giàu sang là do trời. Chúng ta có từ là như là Bích Hải Thanh Thiên, tức là Bích Hải, Bích là màu xanh, biển màu xanh, Thanh, Thanh cũng là trời xanh. Thiên còn có nghĩa là ngày, bao gồm cả buổi sáng và tối, tức là 24 giờ. Kim Thiên có nghĩa là hôm nay, Minh Thiên là ngày mai. Chúng ta có từ Thiên Nhiên, Thiên Sinh, Xuân Thiên có nghĩa là mùa xuân. Giải nghĩa chữ Thiên, trời là đấng thiêng liêng cao cả và vĩ đại nhất, đấng duy nhất thiêng liêng cao cả và vĩ đại nhất. Chữ thứ 21 là chữ Khất. Chữ Khất có nghĩa là xin, người ăn xin. Chúng ta có từ Khất Thực có nghĩa là xin ăn. Chữ Khất là vẽ hình người, đây trên là chữ Nhân, dưới là một người quỳ đang dâng hai tay để cầu xin cái việc gì đó. Chữ thứ 22 là chữ Kỷ. Chữ Kỷ nghĩa là mình, đối lại với người là nhân. Vị Kỷ tức là chỉ vì mình, lợi Kỷ tức là chỉ lợi mình. Chúng ta có là ích kỷ hại nhân, ích kỷ tức là chỉ lợi mình và hại người. Như vậy cái chữ Kỷ này đối lại với chữ Nhân. Chữ Kỷ nghĩa là mình. Con người có bản năng vị kỷ nên mọi hoạt động về tay chân của nó chỉ là để vơ vào mình. Chữ thứ 23 là chữ Thi. Chữ Thi nghĩa là thây, là xác chết. Hành thi tẩu nhục, tức là thịt chạy thây đi giống như cái xác không hồn. Chữ Thi này cũng có nghĩa là thần thi. Ngày xưa cúng tế
dùng một đứa bé ngồi lên ngai để cho thần nương vào đấy, gọi là thần thi. Đời sau mới dùng tranh, ảnh rồi tượng thay vào. Chữ thi nghĩa là thây, là thây người chết. Hình chữ kỷ, lát thứ ba bị buông xuôi, ý là khi sống thì ích kỷ, đến lúc chết thì buông xuôi chẳng mang được gì. Chữ thứ 24 là chữ bao. Chữ bao có nghĩa là bọc ngoài, bọc lấy. Vẽ chữ bao này, vẽ một hình người vươn cánh tay dài ra bao bọc lấy vật gì đó, biến thể là có một cái lát như này. Chữ thứ 25 là chữ vật. Chữ vật nghĩa là chớ, đừng dùng cho cái việc lời nói cấm chỉ. Quả nhân phi thử nhị cơ, thực bất cam vị, nguyện vật trảm dã. Đây là câu của Ngô Vương Hạp Lư nói với Tôn Vũ, rằng khi mà Tôn Vũ định chém hai cái người cơ lương, tức là hai người thiếp, thì Ngô Vương Hạp Lư có nói cái câu này. Tức là nếu mà quả nhân mà không có hai cái người cung nữ ấy thì ăn không ngon, do vậy là xin đừng chém. Giải nghĩa chữ vật nghĩa là đừng, chớ. Hình người vươn cánh tay dài ra, tức là cái chữ bao, cái lét chữ màu đỏ là chữ bao, tượng trưng cho tham vọng. Còn hai cái lét cong tượng trưng cho sự bất chính, tức là hai cái lét sổ của chữ khúc. Chữ này cổ nhân có ý khuyên con người đừng lên có những ý tham vọng bất chính. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái phần giải nghĩa 25 chữ nho đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập lại 25 chữ này. Chữ thứ nhất là chính là chữ nhất luôn. Đây cũng là một bộ thủ. Chữ thập cũng là một bộ thủ. Chữ sĩ cũng là một bộ thủ. Chữ cửu, chữ thất, chữ khẩu cũng là một bộ thủ. Chữ cát, chữ cổ, chữ phẩm, chữ viết, chữ khúc, chữ nhân, chữ nhập, chữ tòng, chữ giới, chữ cửu, chữ đại, chữ thái, chữ yểu, chữ thiên, chữ khất, chữ kỷ, chữ thi, chữ bao, chữ vật. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành 25 chữ nho đầu tiên. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh để đón nhận các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.